Dạ. Rồi, hôm nay là mình sẽ học buổi buổi cuối nha. Anh Kiệt mới ngủ dậy hay sao vậy? Nhìn nhìn mặt giống mới ngủ dậy quá trời luôn vậy. Tóc tai gì dựng đứng tùm lum vậy? Ngủ hơn vậy hơn tiếng mấy rồi cô, tóc không Hả? chảy, tóc không chảy vậy. À. Trời ơi, mở mở cam ra các em cho tôi có động lực tôi dạy coi. Cho cô đỡ cách ly cho cô. Bên cô hả là xong hôm 28 rồi cưng. Tức là tuần này là đi đi lại được rồi. Nhưng mà có điều là chiều nay là đi test COVID nè. Chiều nay là đi test tập thể luôn. Nguyên cái chung cư là bị đi đi test hết. Rồi, chúng ta sẽ đi học cái buổi cuối cùng nha. À, buổi buổi chót của cái môn quản trị nhân sự. Sau đó thì em nhớ theo dõi cái lịch kiểm tra định kỳ nha. Và có khả năng là kiểm tra hết môn đó là cũng kiểm tra online luôn nha. Nhưng mà kiểm tra hết môn á thì số lượng câu hỏi nó sẽ gấp 5 lần so với kiểm tra định kỳ. Định kỳ là nó chỉ có 20 câu thôi nhưng mà kiểm tra hết môn là tới 50 câu luôn á nha các em. Ok. À, hôm trước thì cô đã hướng dẫn các bạn cái phần trả công lao động. Mình phân biệt giữa tiền lương, tiền công, tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, không? Và chúng ta cũng học các cái yếu tố ảnh hưởng, đúng nào? À, vậy thì bây giờ trước khi chúng ta đi vào phần mới á, thì phải ôn lại phần cũ một chút, tại vì nó là cơ sở để chúng ta tính cho phần tiếp theo. Thì tiền lương danh nghĩa là gì vậy các em? Tiền lương danh nghĩa là gì ạ? Anh Là Kiệt, tiền tiền lương lương danh mình nghĩa là gì con? có được hả cô, là không bị trừ gì hết. À, không có bị trừ gì hết. Tiền lương lãnh trên sổ sách là tiền lương danh nghĩa đúng không? Rồi. Yeah. Ok, vậy tiền lương thực tế là gì? Là số tiền mình nhận được thực tế đã bị trừ này nọ cô. Chặt lót rồi. Đó không phải là tiền lương thực tế ạ. Tiền lương thực tế là gì, có ai nhớ không? Để cô, tiền lương thực tế là biểu hiện bằng khối lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người lao động trao đổi được thông qua tiền lương doanh nghiệp. Ok. Đây là Văn Cẩm Thùy đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Khi em dùng cái tiền lương danh nghĩa tức là cái tiền mà em nhận được á, ví dụ em nhận được 10 triệu và em mua vật phẩm tiêu dùng thì cái khối lượng vật phẩm tiêu dùng của em á là bao nhiêu á thì đó chính là cái tiền lương thực tế nha. À, cho nên thí dụ như lương danh nghĩa của mình 11 triệu đi, rõ ràng cái lương thực tế nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả đúng không? Giá lên là lương thực tế giảm, mà giá giảm thì lương thực tế nó tăng. Thí dụ như lương của mình là 11 triệu đi mà giá cả nó tăng 10% thì lương thực tế của mình là lúc này là còn là nhiêu? Lương thực tế 10 của mình sẽ là triệu cơ. nhiêu? 10 triệu. Đúng rồi, nó sẽ là 10 triệu, đúng không? Nhưng mà thí dụ như giá cả nó không có tăng mà nó giảm đi là 10% chẳng hạn. Không, nó giảm đi 10% thì lúc này lương thực tế của mình sẽ là bao nhiêu ạ? Nó giảm đi 10% nha, hồi nãy là tăng 10% từ 11 triệu là danh nghĩa thì nó chỉ còn bằng tương đương với giá trị là 10 triệu thôi. Nhưng bây giờ là cái tiền lương của mình á, cái giá cả của mình nó giảm đi 10%. Thì theo các em lúc đó cái lương thực tế của mình là nhiêu? Theo em lúc đó lương thực tế của chúng ta nó sẽ nhiều hơn 11 triệu hay là nó sẽ ít hơn 11 triệu à? Rồi mời bạn Nguyễn Ngọc Quý. Dạ thưa cô là 12,2 triệu. Rồi 12,2 triệu, tức là nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Nó sẽ nhiều hơn 11 triệu, tức là em lấy 11 triệu đó em chia cho 90% thì nó sẽ ra cái tiền lương thực tế của mình. Ok, đúng chưa? À,
Và theo em là khi mà mình trả công á, thì nó sẽ chịu cái tiền lương á, thì nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi bao nhiêu yếu tố? Tiền lương của mình á, cao hay thấp là nó dựa vào những yếu tố nào? Bao nhiêu yếu tố tất cả? À, tấn tài nhớ không? Phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố? Tiền lương của mình á. Nguyễn Lê Duy Thiện, Dạ thưa cô, N22 luôn. là 4 yếu tố. Rồi, đúng rồi. Đó là những yếu tố nào, Thiện ơi? Dạ cô, là xã hội và thị trường lao động, Rồi, đúng. doanh nghiệp, bản thân của Rồi. người lao động và bản thân của công việc. Đúng rồi. Tức là thứ nhất đó là dựa vào bản thân cái công việc đó là nó khó hay dễ, đúng không? Công việc càng khó lương càng cao. Thứ hai là bản thân em. À, nếu như mà em càng giỏi lương em càng cao, đúng không? Cái thứ ba là dựa vào khả năng tài chính của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng giàu thì cái việc chi trả lương của nó càng cao. Và cái thứ tư là dựa vào thị trường lao động, tức là cái khả năng cung cầu nó như thế nào. Thí dụ như là cung mà nó lớn hơn cầu thì chắc chắn nó sẽ kéo cái lương của em giảm xuống, nhưng mà cung á, mà nó nhỏ hơn cầu thì chắc chắn nó đẩy cái lương em nó cao cao lên ha. Thì đó là những cái điều mà các bạn chú ý. Và khi mà mình lãnh lương á, khi mà mình lãnh lương á thì mình bị khấu trừ, có hai khoản mình bị khấu trừ. Cái khoản thứ nhất đó là bảo hiểm xã hội, thì khoản thứ nhất là cái tiền bảo hiểm. Thì theo em á, là cái phần bảo hiểm là mình bị trừ tổng cộng bao nhiêu phần trăm, các em bị trừ bao nhiêu phần trăm nhớ không ạ? Bị trừ bao nhiêu phần trăm? Tuyết Nghi nhớ không? 10,5% cô. Rồi, ok, đó là 10,5% là bạn Nguyễn Trần gì mới trả lời cô vậy? Tuấn á cô ơi, quên À, em rồi. tại vì em không có, cô không thấy em cho nên là tự nhiên là, trời ơi, tự nhiên để cái hình, cái chĩa cái cây súng thấy ghê luôn kìa. Nguyễn Trần Anh Tuấn. Đàm phán cô. Rồi, ok. À, chúng ta sẽ thấy là bị trừ 10,5%. Còn doanh nghiệp là bao nhiêu phần trăm về Tuấn? Dạ con là 21,5 à. Rồi, đúng rồi, doanh nghiệp là 21,5% ha. À, nhưng mà doanh nghiệp nó còn bị 22% cái kinh phí công đoàn nữa, cho nên tổng của nó là 23%. Còn nếu mình là đoàn viên công đoàn, mình chịu 1% nữa là coi như là mình 11,5% nha. Rồi, ok, bây giờ hôm nay đó là khoản bị khấu trừ đầu tiên, và hôm nay chúng ta sẽ có cái khoản khấu trừ thứ hai. À, hôm nay thì cô sẽ tiếp tục nghiên cứu các cái hệ thống trả công lao động, rồi cái hình thức trả công, những yếu tố trong hình thức trả công lao động và những cái hình thức trả lương nha. Ok, vậy thì hôm trước cái phần khấu trừ đầu tiên là bảo hiểm, vậy thì bây giờ cái phần khấu trừ thứ hai của mình nè, đó là thuế thu nhập cá nhân. Thì để tính cái thuế thu nhập cá nhân thì ai đi làm á cũng đều phải chịu cái thuế thu nhập cá nhân này hết, nhưng mà chịu nhiều hay chịu ít là tùy theo cái thu nhập của em cao hay là thấp. Thì để tính cái thuế thu nhập cá nhân thì em sẽ thấy là thuế thu nhập cá nhân phải nộp sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân cho thuế suất. Như vậy cái công thức của chúng ta là cái phần này là mình phải nộp vào chi cục thuế nè. Rồi thì nó sẽ bằng thu nhập tính thuế, cho nên bây giờ mình phải tính cái thu nhập tính thuế được tính như thế nào. Thuế suất thì theo quy định rồi, cho nên là nó là sẽ là một cái bảng quy định là bao nhiêu tiền sẽ chịu thuế bao nhiêu phần trăm nha. Cho nên bây giờ cái mà mình tính đây là cái thu nhập tính thuế ở đây. Thì cái thu nhập tính thuế sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ nha. Như vậy cái thuật ngữ thứ hai mà các em cần phải lưu ý đó là thu nhập chịu thuế. À, thu nhập chịu thuế, và một cái thuật ngữ nữa đó là các cái khoản giảm giảm trừ, các khoản giảm trừ của mình. Thì các bạn sẽ thấy là cái thu nhập chịu thuế là cái gì? Thì người ta tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tổng thu nhập của mình, có nghĩa là bao nhiêu tiền mình lãnh nó mình gom vô hết, nhưng mà nó sẽ không tính các cái khoản sau đây, tức là mình sẽ trừ bớt ra. Trừ bớt ra là thứ nhất là tiền ăn trưa,
tối đa là 730.000 thôi nha. Như vậy thí dụ như là tiền ăn trưa của em là 600.000 thì mình bị trừ là bao nhiêu vậy? Nếu tiền ăn trưa là 600.000 là các em bị trừ nhiêu? Thí dụ như tổng thu nhập của em là tổng thu nhập nha là 10 triệu đi. Nhưng mà trong đó tiền ăn trưa của mình là 600.000 thì mình sẽ trừ bớt đi bao nhiêu tiền? Ở đây nó quy định là tiền ăn trưa trừ tối đa là 730.000. Và bây giờ là tiền ăn trưa thực tế của mình là 600.000, vậy mình sẽ trừ bao nhiêu? Tức là mình sẽ không tính trong cái phần phải chịu thuế này, là mình trừ bớt đi nhiêu, 10 triệu mình trừ bớt nhiêu? 600 đó con. 600. Đúng rồi, mình trừ bớt 600. Đúng không? Rồi, ok. Nhưng mà bây giờ cái tiền ăn trưa của mình á là 1 triệu. Tiền ăn trưa của mình là 1 triệu nha. Là doanh nghiệp nó chi trả cho mình, nhà hàng, khách sạn nó chi trả cho mình tới 1 triệu tiền ăn trưa lận. Thì khi mà em trừ là em trừ nhiêu? 730. Là chỉ có 730 thôi. Tức là 1 triệu thì 270.000 á, dù là tiền ăn trưa em vẫn phải chịu phần thuế và em chỉ trừ có 730.000 thôi. Còn riêng cái tiền phụ cấp điện thoại á, thì quy định công ty họ chi cho mình là nhiêu á, thì trừ bấy nhiêu. Thí dụ họ chi cho mình 1 triệu là trừ 1 triệu, họ chi cho mình là 200.000 trừ 200. Thậm chí họ chi cho mình tiền phụ cấp điện thoại là 2 triệu là trừ luôn 2 triệu luôn nha. Là theo quy định của công ty à, tức là nó không có khống chế cái tối đa. Rồi cái thứ ba là phụ cấp trang phục. Thì phụ cấp trang phục thì thí dụ như là, mà cái này là chi hiện kim nha các em, chi hiện kim nha, chứ còn hiện vật là coi như là không có tính vô đây nha. Thí dụ như họ may đồ cho em, họ phát cho em là coi như không có tính nha. Còn ở đây là chi hiện kim. Thì nếu mà chi hiện kim á thì chúng ta nhớ là tối đa là 5 triệu một năm thôi nha các em. Không. Cho nên thí dụ như là chi hiện kim cho mình 3 triệu thì mình trừ 3 triệu. Nhưng mà chi hiện kim cho mình là 6 triệu thì mình chỉ trừ là 5 triệu thôi. Tại vì tối đa là 5 triệu mà. Không. À, nhưng mà chi hiện vật là coi như không trừ cái gì hết trơn á. Hiện vật là không có tính toán gì vô đây hết. Tiền công tác phí là em đi công tác em được chi, thí dụ như tiền đi công tác của em là 300.000 một ngày, em đi 10 ngày họ chỉ cho em 3 triệu thì trừ cái 3 triệu đó ra nha, trừ 3 triệu đó ra. Thu nhập từ tiền lương làm thêm giờ ban đêm cao hơn giờ bình thường, tức là em biết là làm thêm giờ là được phụ cấp 50%, là ban đêm là phụ cấp 30% ha, thì coi như là chúng ta sẽ trừ cái khoản đó ra luôn nha. À, trừ cái phần thu nhập từ tiền lương làm thêm giờ ban đêm cao hơn cái giờ bình thường là mình trừ cái phần đó ra. Rồi những cái nào mà thuế thu nhập cá nhân nó quy định là miễn thuế thì mình trừ ra. Nhưng mà thường thường cái phần này ít có lắm. Thường chúng ta sẽ có là cái tiền ăn trưa nè, tiền phụ cấp điện thoại nè, trang phục nè nếu có nè, tiền công tác phí và cái thu nhập tiền lương làm thêm giờ. Thì cái đó gọi là thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế. À, bây giờ cái khoản thứ hai mà mình cần phải tính đó là khoản giảm trừ. Mình được giảm trừ là bao nhiêu nữa nha. Khoản giảm trừ. Sorry các bạn, để cô nhìn coi. Cô có đóng cửa sổ không? Mở máy lạnh cho nóng quá. Mới sáng mà sao nóng ghê. Rồi, ok. Bây giờ mình coi là mình được giảm trừ bao nhiêu nha các em. Cái khoản giảm trừ đầu tiên đó là mức thu nhập của bản thân. Là mình được trừ đi 11 triệu. À, cái mức này là được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nhưng mà bây giờ là năm 21 rồi. Cho nên là chắc chắn là 11 triệu. Nhưng mà các em biết không, năm ngoái á, là 6 tháng đầu năm là cô được tính là 9 triệu, 6 tháng cuối năm là 11 triệu. Cho nên là 6 tháng đầu năm 9 triệu là 54, 6 tháng cuối năm là 66. 66 cho nên là cô tổng số tiền của cô là được khấu trừ là 120 triệu. Nhưng mà năm nay nè, 21 nè, thí dụ đến 31 tháng 12 quyết toán nè là cô được trừ 132 triệu lần, tại vì 11 nhân cho 12 tháng. Hiểu không? Rồi, ok. À, cho nên là các em có thể dự đoán là em dự đoán coi là sau này em đi làm là em có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Dự đoán, dự đoán.
Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không các em? Theo các dạ em có cô. Có à? Là theo em là có đóng thuế thu nhập cá nhân. Cô nghĩ là không á. Tại vì cái thu nhập là làm gì lương của mình mà làm gì mà nó tới 11 triệu. Đúng không? Sau này em đi làm lương của cô còn không tới 11 triệu nữa. Giờ cô dự đoán tụi em buồn vậy. Không, em thấy rất là rõ là em cao đẳng nha. Và em mới ra trường thì coi như cái lương của em cao lắm á, là cô nói là đến cái thời điểm 22 mà em ra trường có việc làm liền á, điều cao lắm là cái khởi điểm, lương khởi điểm của em là starting salary của em là tầm 8 triệu là cô nói cao lắm rồi á. Vâng, cao lắm rồi á. Chứ còn còn nếu như mà em thấy là lương của em cao đẳng mà lương của em tới mười mấy triệu thì cái đó là nó hơi unbelievable một chút xíu, đúng không? Cái này mình phải tự quýnh giá bản thân mình chứ em. Không, trừ trường hợp gì nè, trừ trường hợp là em là chủ á, em mở nhà hàng hay là em mở khách sạn gì đó thì tính tổng thu nhập thì có thể là thu nhập của em tính bình quân tháng là trên 11 triệu. Chứ còn em đi làm mà ăn lương á, là cô nói là rất là khó để mà các em có cái mức lương là trên 11 triệu. Đúng không? Cái này là mình phải tự tự biết bản thân mình chứ. Đúng nào? À, ngay cả cái lương của cô hiện nay là cũng đâu có tới cái mức đó đâu, đúng không ạ? Rồi ok, rồi bây giờ cái thứ hai là trừ đi cái số người phụ thuộc nè, tức là thí dụ như em có con, em nuôi con thì và em phải làm đơn xin giảm trừ gia cảnh nha, thì lúc đó là con em là nếu như một đứa thì tính 1,4 triệu, em là nuôi hai đứa phải không ạ? Thì là nhân 2 lên, tức là theo cái số người phụ thuộc. Hoặc là thí dụ như là cái mình ba mẹ mình, nhưng mà với điều kiện là ba mẹ mình là mất sức lao động và không có một cái nguồn thu nào nha. Chứ còn nếu mà được lãnh lương hưu giống cô thì cũng không có được giảm trừ, tại vì cô có lương hưu mà. Còn cho nên là đệ tử của cô nó đâu có được là giảm trừ phần của cô, nó chỉ giảm trừ phần con của nó thôi nha. Rồi ok, như vậy thì số người phụ thuộc nhân cho 4,4 triệu nha, mỗi một người là 4,4 triệu. Bảo hiểm bắt buộc thì cái phần này là mình đã bị khấu trừ rồi. Mình trong cái lương của mình, thí dụ lương mình 10 triệu là mình đã bị trừ 1,50 triệu rồi, thì không lý giờ bắt mình chịu thuế, cho nên mình có quyền trừ cái phần này ra là mình không có phải chịu thuế nữa. Rồi đóng góp khoản từ thiện, thí dụ như bây giờ em ủng hộ quỹ từ thiện vaccine đi chẳng hạn, đúng không? Thí dụ như là cái tháng này là em chi 5 triệu em ủng hộ vào cái quỹ vaccine, thì như vậy là cái em đóng góp từ thiện thì cái khoản đó không lý bắt em lại chịu cái thuế thu nhập, nên phải trừ ra, đúng không ạ? Phải trừ ra. Rồi ok, đây là những khoản giảm trừ. Nhưng mà thường á thì em biết là khi mà quyết toán thuế thu nhập cá nhân á là nó tính theo năm tài chính. Nó tính theo năm tài chính nha các em, là từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 của cái năm đó. Thì trong cái năm đó nếu mà mình đợi đến cuối năm á, thì mình mới tính á, thì nhiều khi á, là mình không có mình sẽ không có một cái khoản tiền để mà mình đóng thuế. Cho nên thông thường là các cái doanh nghiệp họ sẽ làm như thế này. Thứ nhất là em nhớ dùm cho cô nha, là trong điều kiện cái điều kiện mà em ký cái hợp đồng lao động mà dưới 3 tháng nha, tức là ký hợp đồng ngắn ngày nha các em, không là dưới 3 tháng, hoặc là không ký hợp đồng nha, tức là hoặc là em không ký hợp đồng, tức là em chỉ là làm cái thời gian ngắn ngày, em làm khoán theo vụ việc thôi, mình không có ký hợp đồng gì cả, hoặc là có ký hợp đồng nhưng mà dưới 3 tháng và với điều kiện là tổng mức trả thu nhập là từ 2 triệu, tức là trong trường hợp là nếu dưới 2 triệu là mình không có đóng thuế, nhưng mà từ 2 triệu trở lên thì tạm khấu trừ là 10%. Tạm khấu trừ là 10%. Thí dụ như bây giờ em nhận cái công việc đó là 3 triệu thì như vậy họ sẽ giữ lại 300 ngàn để họ nộp lên cái chi cục thuế, có nghĩa là em chỉ còn lãnh có 2 triệu 7 thôi. Nhưng mà cái phần 300 ngàn đó em sẽ được quyết toán thuế vào cái ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 3. Ha. Còn thí dụ như bản thân là em đi làm
em đi làm đúng không, thì người ta cũng không biết là cái tổng thu nhập nguyên một năm của em có vượt qua cái quy định mà phải đóng thuế hay không, cho nên người ta cũng sẽ tạm khấu trừ trước 10%. Tại vì chắc chắn là tổng mức thu nhập của mình khi mà mình đi làm thì chắc chắn tổng mức thu nhập của mình là trên 2 triệu rồi, cho nên tạm khấu trừ trước 10% không. Thí dụ như là lương của em là 10 triệu đi chẳng hạn, thì họ sẽ giữ trước 1 triệu và họ nộp vào cái chi cục thuế là 1 triệu, là tạm khấu trừ trước nha. Rồi, ok. Và đến 31 tháng 12, thì từ ngày 1 tháng 1 của năm kế tiếp cho đến 31 tháng 3 thì sẽ quyết toán thuế. Và khi quyết toán thuế thì mình sẽ lấy lại cái khoản tiền đó, đúng không? Rồi, bây giờ các em nhìn cái ví dụ như sau. Rồi, có một cái nữa là hồi nãy là mình thấy là thu nhập tính thuế là bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ, đúng không? Thu nhập chịu thuế thì không tính tiền ăn trưa phụ cấp rồi này kia, rồi trừ tiếp các khoản giảm trừ nữa thì nó ra thu nhập tính thuế. Nhưng cái phần thuế mình nộp á, là nhân với thuế suất, cho nên bây giờ có một cái biểu quy định về thuế suất như sau. Bây giờ em nhìn cái quy định về thuế suất dùm cho cô nha. Là nếu như chúng ta dư 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 bình quân tháng nha 5 triệu, có nghĩa là giả sử như em không có nuôi ai hết trơn nha các em, không nuôi bất kỳ một cái người nào hết, tức là em không có giảm trừ gia cảnh, và cái tiền lương của em á là 10 10 tiền lương của em á là 15 triệu đi chẳng hạn nha, tiền lương của em là 15 triệu, thì trong cái 15 triệu đó thì chắc chắn một điều á là sẽ trừ đi cái tất cả cái tiền, tất cả những cái khoản tiền của em được giảm trừ rồi này kia, 11 triệu rồi, xong tiền ăn là giả sử như là 1 triệu, là 12 triệu, cộng với cái tiền thuế của em là khoảng là 1 triệu rưỡi nữa, là coi như 13 triệu rưỡi, thì chúng ta vẫn còn dư 1 triệu rưỡi, thì cái 1 triệu rưỡi đó em phải chịu thuế suất 5%. Cho dù là em lãnh nhiều hơn đi chăng nữa thì đến 5 triệu thì em chịu thuế suất là 5%. Từ 5 triệu đến 10 triệu nha, tức là cái phần mà thu nhập tính thuế của em nó dư ra để em nhân với thuế suất này ra cái thuế phải nộp nè, là bằng thu nhập chịu thuế trừ cho các khoản giảm trừ á, từ 5 triệu đến 10 triệu thì mình chịu thuế là 10%. Từ 10 triệu cho đến 18 triệu mình chịu 15%. Nếu em nhìn vô cái biểu thuế suất này, cô muốn hỏi em cái biểu thuế suất này là tính lũy tiến toàn phần hay lũy tiến từng phần các em ơi? Từng phần cô. Lũy tiến từng phần. Đây là lũy tiến từng phần. Thì nếu như giả sử nha, giả sử như bây giờ cái thu nhập tính thuế của em là 8 triệu. Thu nhập tính thuế của em là 8 triệu nha. Thì như vậy 5 triệu đầu tiên là 5% là 200 rưỡi, đúng chưa? Không ạ. Rồi 3 triệu tiếp theo 10% nữa là chúng ta sẽ có 300 ngàn nữa, là cộng lại là 500 ngàn. Nhưng mà nếu như chúng ta tính từng phần chúng ta cộng lại á, thì họ thấy là mất thời gian quá, cho nên chi cục thuế nó đưa ra một công thức tính như thế này. Trong trường hợp em ở cái mức thứ hai thì 10% nhân thu nhập tính thuế, tức là 8 triệu á, là 800 ngàn, chúng ta trừ đi 200 rưỡi. Chúng ta trừ đi 200 rưỡi có nghĩa là chúng ta sẽ phải đóng là 500 rưỡi, đúng không? Bây giờ một thí dụ khác nữa đi nha. Thí dụ như là em dư ra là 15 triệu. Rồi, được chưa? Em cái phần thu nhập tính thuế của em là 15 triệu. 15 triệu là em ở cái bậc số 3. Em ở bậc số 3 tại 10 triệu đến 18 triệu, 15 triệu là nằm trong cái khoảng này, là em ở bậc số 3. Thì trong cái bậc số 3 đó thì chúng ta sẽ thấy nè, 5 triệu đầu tiên mình chịu 5%, 5 triệu tiếp theo mình chịu 10%, 5 triệu tiếp theo nữa mình chịu 15%. Hiểu không? Như vậy nếu bây giờ mình tính từng phần nha, 5 triệu đầu tiên là 200 rưỡi, 5 triệu tiếp theo là 500 ngàn, đúng không? Rồi 5 triệu tiếp theo ở cái bậc thứ ba là 15% là 700 rưỡi, và chúng ta sẽ cộng lại là tổng cộng là 1 triệu rưỡi. Thì thay vì là mình tính như vậy thì mình có thể tính bằng một cái cách khác là gì? Mình lấy 15% nhân cho tổng thu nhập tính thuế là 15% là 15 triệu á,
nhân cho tổng thu nhập tính thuế 15 triệu. 15, 15 là bao nhiêu ta? 15, 15 có nghĩa là 2 triệu 250 ngàn, đúng không? À, 15, 15 là 2 triệu 250 ngàn và em trừ đi 750 thì nó cũng còn lại đúng là 1 triệu hồi nãy là mình tính nhiêu? Là 1 triệu rưỡi, đúng không? Thì thay vì mình tính từ phần mình cộng lại thì mình có thể là dựa trên công thức này mình tính gộp luôn. Rồi, được chưa? Bây giờ em nhìn cái ví dụ giùm cho cô nha. Cô cho em một cái ví dụ nè. Ví dụ anh A là nhân viên sales tại khách sạn X. Anh này ký hợp đồng lao động 1 năm nha. Và cái tháng 1 năm 2021, anh này nhận được như sau. Em coi cái số tiền anh này nhận được nha. Lương theo ngày công làm việc thực tế của anh này là 15 triệu. Tại vì có thể là hưởng theo doanh thu và ngày công làm việc thực tế 15 triệu 500 ngàn nha. Phụ cấp ăn trưa là 700, phụ cấp điện thoại là 300. Tại vì cái tháng 1 2021 là tháng Tết cho nên anh này được cái tiền thưởng Tết là 7 triệu rưỡi. Anh này có một con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc. Anh này có một con nhỏ đã đăng ký người phụ thuộc. Như vậy việc đầu tiên là tôi phải tính tổng thu nhập của cái anh này. Không, thì tổng thu nhập anh này là nhiêu? 15 triệu rưỡi nè, cộng với 700 nè, cộng với 300 nè. Không, cộng với 7 triệu rưỡi nha, cộng với 7 triệu rưỡi. Coi như tổng thu nhập của anh này là 24 triệu. Nhưng trong 24 triệu này thì chúng ta sẽ thu nhập tính chịu thuế của chúng ta là chúng ta trừ đi cái phần ăn trưa và cái phần điện thoại là 1 triệu. Như vậy thì tổng thu nhập chịu thuế của cái anh này là 23 triệu. Rồi, ok, tới đây là đã hiểu chưa? Có gì thắc mắc không? Tính tổng thu nhập là cộng lại hết toàn bộ những cái khoản thu anh này và trừ đi cái thu nhập chịu thuế. Trừ đi cái tiền ăn trưa, tiền điện thoại của anh này là 1 triệu. Không? Và như vậy cái thu nhập chịu thuế của anh này là 23 triệu. Rồi, nắm rõ chưa các em? Cái 23 triệu này là rõ chưa? Thu nhập chịu thuế nè. Được chưa? Có gì thắc mắc không? Dạ rồi cô. Rồi nha, rồi bây giờ tính tiếp nè. Tính tiếp nha các em. Em nhớ là anh này anh có một con nhỏ đã đăng ký phụ thuộc nha. À, như vậy thì chắc chắn là anh sẽ được trừ bao nhiêu ạ? Có một đứa thôi là anh sẽ được trừ nhiêu? Trừ cái người giảm trừ gia cảnh là nhiêu tiền? 4 triệu tư. Đúng rồi, 4 triệu tư. Còn bản thân ảnh là bao nhiêu tiền? Bản thân á, bản thân ảnh là sẽ được giảm trừ nhiêu để anh sống chứ? Là nhiêu tiền? 11 triệu. 11 triệu. Rồi. Và bây giờ chúng ta xem nha. Các khoản giảm trừ, bây giờ tôi tính các khoản giảm trừ nè. Bản thân là 11 triệu. Bản thân là 11 triệu nha các em. Cái thứ hai, người phụ thuộc là anh nuôi con nhỏ là 4 triệu tư. Chỉ có người thôi, hai đứa là nó sẽ thành ra 8 triệu 8 luôn á. Là 4 triệu tư, đúng không? Cái tiền đóng bảo hiểm của ảnh 10,5% là tính trên cái lương căn bản của ảnh. Đúng nào? Tại vì các cái khoản phụ cấp ăn trưa này kia là đâu có tính. Nhưng mà nếu mà phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm là phải tính nha. Còn thì anh này ảnh không có phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm cho nên không tính luôn. Thì cái 15 triệu 500 ngàn chúng ta nhân cho 10,5%. Có nghĩa là tiền đóng bảo hiểm, tiền khấu trừ bảo hiểm của anh này là 1.627.500 đồng. Được chưa? Vậy tổng khoản giảm trừ của anh này là 11 triệu nè, cộng cho 4 triệu tư nè, cộng cho 1.627.000 nè. Tức là tổng khoản giảm trừ của anh này là 17.027.500 đồng. Rồi, ok. Tới con số 17.027.500 nè. Là hiểu chưa? Tới cái con số này nè là đã nắm rõ chưa? Thì mình cộng hết những cái gì mà ảnh được giảm trừ đó thì nó gồm có bản thân, người phụ thuộc với tiền bảo hiểm thôi. Còn nếu như anh này ảnh buồn buồn cái ngày hôm đó mà ảnh cái tháng tháng 1 ảnh cho đi từ thiện nữa thì mình cộng vô nữa,
đúng không? Thí dụ như ảnh từ thiện 2 triệu là có chứng nhận đàng hoàng thì mình cộng 2 triệu vô nữa. Thì như vậy là tổng tiền giảm trừ của ảnh sẽ là 19 triệu, nhưng ở đây ảnh không có đóng tiền từ thiện cho nên chỉ có ba khoản thôi thì tổng khoản giảm trừ của ảnh là 17.027.000. Rồi, và hồi nãy chúng ta thấy là cái thu nhập chịu thuế của ảnh là 23 triệu đúng không ạ? Và bây giờ các khoản giảm trừ là 17 triệu, như vậy cái thu nhập để tính thuế của anh này là 5.972.500 đồng. Tôi lấy cái thu nhập chịu thuế tôi trừ các khoản giảm trừ nha, là nó ra 5.972.000 đồng. Rồi, và cái con số 5.972.000 đồng này á, thì nhìn vào cái biểu thuế suất là ở bậc 2. Tại bậc 2 là từ 5 triệu cho đến 10 triệu mà. Đúng không? Cho nên á, là cái thuế thu nhập anh này phải chịu là gì? 10% của cái thu nhập tính thuế. Không, thu nhập tính thuế của anh là 5.972.500 đồng nè. Và trừ đi 250. Không, trừ đi 250. Như vậy thì cái tiền tiền mà ảnh phải đóng thuế đó là 347.250 đồng. Cái này là tháng 1 nha. Tháng 1. Như vậy em thấy là cái tháng 1 anh này là ảnh tổng thu nhập anh tới 24 triệu lần. Nhưng mà thực chất là cái tiền thuế thu nhập cá nhân mà ảnh phải chịu là chỉ có 347.000 thôi. Đúng nè. Rồi, ok. Và cô sử dụng cái tháng 1 để mà cô tính với các em, chứ còn thực chất á, là có những đơn vị á, là họ quyết toán họ tính luôn. Ví dụ như trường trường mình á, thì cái tháng 1 là cũng quyết toán theo kiểu giống vậy nè các em, quyết toán theo kiểu giống vậy hết nè ha. Nhưng mà để có thể là có đảm bảo là cái phần thuế mà người lao động á, là không có bị thiếu thuế á, thì coi như tạm khấu trừ 10%. Thì bây giờ cô muốn hỏi các bạn á, là quyết toán nguyên một năm á, không à? Thì em sẽ thấy là có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là cái tiền thuế mà em nộp cho chi cục á, nó nhiều hơn là cái phần thuế thu nhập cá nhân em phải chịu á, thì lúc này là chi cục thuế nó phải hoàn thuế cho em, tức là nó phải trả ngược lại. Nhưng trong điều kiện á, là cái tiền thuế á, mà chi cục nó đang giữ á, nhỏ hơn cái phần thuế thu nhập cá nhân em phải chịu thì em phải mất thêm tiền em đi đóng thuế. Thí dụ họ giữ của em 5 triệu nhưng mà cái thuế thu nhập của em của cái năm đó là 7 triệu thì em phải lấy 2 triệu em đi đóng cho chi cục thuế. Nhưng mà thí dụ họ giữ em 5 triệu nhưng cái thuế thu nhập em chịu là chỉ có 3 triệu thôi, vậy thì chi cục thuế họ sẽ phải hoàn thuế lại cho em, tức là họ trả lại tiền cho mình là 2 triệu. Vậy thì bây giờ một câu hỏi cô đặt ra với các em nè, các em muốn được hoàn thuế hay các em muốn được đi đóng thêm tiền thuế ở chi cục thuế ạ? Hả? Tấn Tài muốn được hoàn thuế hay là em đi đóng thêm thuế em? Dạ Hoàng cô ơi. Em muốn hoàn thuế. Rồi ok, cảm ơn em. Mỹ Duyên muốn được hoàn thuế hay là đi đóng thêm thuế em ơi? Em nghĩ là hoàn thuế cô. Rồi em nghĩ là hoàn thuế luôn. Rồi Ngọc Quý. Dạ hoàn thuế cô. Rồi em muốn hoàn thuế ha. Rồi Đi cô đóng thêm hỏi được cô. hả? Anh Đi Kiền đóng có thêm muốn đi hoàn, cô. ai ai muốn đóng thêm Hoài Nam nè cô. là anh Kiệt muốn đóng thêm đúng không? Dạ không, Hoài Nam cô ơi. Rồi Hoài Nam, rồi ok em muốn đóng thêm. Em đóng thêm luôn cô. Ai ai muốn đóng thêm, anh Kiệt là Em. cũng muốn đóng thêm luôn phải không? Rồi Dạ. ok, N22 luôn nè, Hoàng Nam là muốn đóng thêm nè, anh Kiệt là cũng muốn đóng thêm nè, trong khi những bạn kia là muốn muốn là hoàn thuế. Nhưng mà vì sao mà em muốn đóng thêm vậy Kiệt ơi? Hả? Vì Em sao cũng em chắc. muốn đi đóng thêm? Hả? Em cũng chắc nữa. Ủa không chắc nữa, gì kỳ vậy? Tức là em không biết lý do, em nghe Hoàng Nam nói là muốn đi đóng thêm là em cũng là chọn phương án là đi đóng thêm. Nam cho cô biết lý do tại sao em muốn đi đóng thêm đi em. Nghĩ là mình lương cao thì mình phải
lương cao thì mình sẽ là phải đóng thêm khoản đó cô. Rồi ok, đúng rồi, hoàn toàn chính xác à. Lương em thấp thì cái phần thuế em chịu nó mới ít, và như vậy thì cái phần khấu trừ nó mới nhiều hơn người ta hoàn thuế nha em. Còn bây giờ lương em cao mà, còn khi mà em phải đóng thêm thuế thì điều đó có nghĩa là lương em, cái thu nhập của em rất là cao. Không lẽ em muốn thu nhập em thấp? Đương nhiên là chúng ta luôn mong ước là cái thu nhập mình cao, cho nên thiệt ra nghe là phải đi đóng thuế vậy đó. Nhưng mà thiệt ra là điều đó chứng tỏ là thu nhập của mình rất là cao. Đúng nào? Nên em phải là đi đóng thuế chứ. Tự nhiên em muốn hoàn thuế thì điều đó có nghĩa là mình nghe là mình tưởng nó là có lợi, tức là chi cục thuế trả tiền lại cho mình, nhưng thiệt ra điều đó có nghĩa là cái suy nghĩ của em á là nó còn hạn hẹp lắm. À, điều đó chứng tỏ là cái thu nhập của em thấp thì người ta mới trả lại thuế cho em, phần thuế em chịu ít đi, đúng không? Còn thu nhập mình cao là cái tiền thuế mình chịu sẽ nhiều hơn, hiểu không Kiệt? Chứ không phải nghe Hoàng Nam nói là đi đóng thuế rồi em cũng đi đóng thuế, nhưng mà hỏi lý do tại sao thì không biết lý do tại sao, đúng chưa? Không, mình phải hiểu rõ lý do tại sao chứ, đúng nào? Rồi ok, cảm ơn các em. Thì đây là cái khoản giảm trừ thứ hai mà các em phải lưu ý. Như vậy khoản giảm trừ đầu, xin lỗi, cái khoản bị khấu trừ vào lương đầu tiên là phần bảo hiểm, và phần khấu trừ thứ hai đó là phần thuế thu nhập cá nhân. Nhưng em nhớ là người ta tạm khấu trừ 10% và đến cuối năm thì từ ngày 1 tháng 1 của năm kế tiếp cho đến 31 tháng 3 là người ta sẽ quyết toán thuế. Cứ khoảng tháng đó là em đi ngoài đường em thấy là dăng cái bảng con là quyết toán thuế đến hạn chót, là quyết toán thuế thu nhập cá nhân là đến 31 tháng 3 là luôn luôn là mình thấy cái bảng đó không? Trường chúng ta cũng vậy á, là đến cái khoảng đó thì thầy cô nào chỉ dạy một trường thôi thì nhờ phòng kế toán tài chính làm dùng, quyết toán thuế dùm cho mình. Mà nếu mà thầy cô dạy nhiều trường thì phải tự quyết toán, tại vì em phải đi lấy hóa đơn của các nơi rồi em phải tự tính. Mà thiệt ra là cũng không cần đâu, em gom đầy đủ các cái hóa đơn chứng từ đó, em lên chi cục thuế, không em ở quận nào thì em đến chi cục thuế của cái quận đó, và em sẽ nhờ cái nhân viên của chi cục thuế là họ sẽ tính dùm cho mình, và họ sẽ dựa trên những cái hóa đơn chứng từ của em để họ quyết toán thuế dùm cho em nha. Rồi ok, đó là cái phần thuế, là cái phần giảm trừ thứ hai đó, khấu trừ thứ hai. Rồi ủa vậy cô thì ơi, trừ bảo hiểm xã hội với lại thuế thu nhập cá nhân á, là em nghe lái cô, em nghe cô nói là trừ một trong hai mà đúng không cô? Đâu phải là một lần mình làm đúng rồi. Đây khổ quá. Hôm bữa trước cô nói là em đã bị khấu trừ 10,5% đúng không? Em đã bị khấu trừ 10,5% thì khi em đóng thuế á, là em không phải đóng cái khoản này, cho nên là cái phần giảm trừ nó trừ đi 1,6 triệu nè. Có nghĩa là cái phần này em đã đóng bảo hiểm rồi thì lúc mà nó tính thuế thu nhập thì nó phải trừ cái khoản này ra cho em nè. Hiểu chưa Duyên? Cô. Dạ rồi cô. Hiểu không? Cho nên là bữa cô nói là em đã đóng bảo hiểm rồi thì cái phần đó em không phải chịu thuế thu nhập cá nhân là như vậy đó. Hiểu chưa? Nhưng mà thí dụ như bản thân cô đi, hôm bữa trước cô có nói là cái thứ nhất á, là cô không phải đóng 10,5%, tức là nó vẫn còn nguyên ở trong cái tiền lương của cô. Thứ hai là phần 21,5% mà nhà trường phải chịu cho cô á, thì lại chuyển vào lương của cô luôn, đúng không? Thì như vậy tổng thu nhập của cô tăng lên không? Ở đây không có cái khoản khấu trừ nào hết, cho nên là cái phần tổng thu nhập đó cô phải chịu thuế, em thấy không? Tức là cái phần nào mà mình đã bị khấu trừ rồi thì mình không phải chịu thuế, còn cái phần nào là không khấu trừ thì coi như là mình phải chịu thuế vậy thôi ha. Nên tự nhiên là thí dụ như lương cô 10 triệu và bây giờ 2,150,000 đồng á, nhà trường chuyển vô lương cho cô, thành ra tổng thu nhập của cô là 12,150,000 đồng, thì cô phải chịu thuế thu nhập trên cái 12,150,000 đồng đó. Còn thí dụ như trong trường hợp mà cô phải đóng thuế, cô phải đóng bảo hiểm là 10,5% là còn có 8 triệu mấy á, thì lúc tính thuế là cô chỉ tính trên 8 triệu mấy thôi. Rồi ok nha, hiểu rõ chưa? Dạ rồi cô. Rồi tiếp tục ha. Vậy thì
Khi mà nói đến cái yếu tố để trả công lao động á, thì chúng ta có cái thuật ngữ đầu tiên đó là thang bảng lương. Thì thang bảng lương là gì? Đây là bảng quy định mối quan hệ tiền lương giữa các loại lao động khác nhau trong cùng một nghề hoặc là trong một doanh nghiệp. Thì nó phải cùng một nghề. Cho nên hiện nay đối với thang bảng lương nhà nước á, thì em thấy là nó có bốn hệ thống thang bảng lương nha. Nhà nước quy định có bốn hệ thống thang bảng lương, tại vì các loại lao động nó giống nhau, nó gom vô bốn hệ thống. Cái hệ thống đầu tiên là trả cho các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ. Cho nên thí dụ cái ngành của mình á, là sản xuất kinh doanh dịch vụ, là thang bảng lương thứ nhất. Thang bảng lương thứ hai là dành cho các cái đơn vị hành chánh sự nghiệp. Hành chánh sự nghiệp là làm ở đâu? Thí dụ như làm ở trường học nè, rồi làm ở bệnh viện nè, không à? Thì đó là hành chánh sự nghiệp. Rồi ok, cái thang bảng lương thứ ba là thang bảng lương dành cho các cái chức vụ dân cử. Thí dụ như làm việc ở ủy ban, không à? Thì các bạn là chủ tịch ủy vân vân ha, đó là các chức vụ dân cử nằm trong hội đồng nhân dân rồi này kia đó. Thì đó là chức vụ dân cử. Cái thứ tư đó là thang bảng lương dành cho quân đội. Tức là em đi lính là em có một cái thang bảng lương riêng. Và hiện nay thang bảng lương của quân đội là hiện nay là có cái mức lương cao nhất so với bốn thang bảng lương á. Nhưng điều đó không có nghĩa là, tại vì xây dựng cái hệ thống thang bảng lương không nhất thiết là phải dựa trên cái, cô vật kêu đi test COVID nhưng mà cô hẹn là chiều cô đi là để cô dạy cái bài này cho nó xong đó hả? Tại khu vực nó vắng que à, cô qua test. Qua muốn test. Vậy hả? Có khó chịu không cưng? Cô thả lỏng người ra, cô đừng có gồng, cô gồng nó mới đau cô. Em à, học em bị nó hơi ngứa chút thôi à. Nó ngứa cái hắt xiền cái không biết sao. nó ngứa nguyên một buổi chiều hôm qua luôn đó cô. Gì ghê vậy chứ tại vậy luôn á hả? Trời xong ơi. Rồi lát hồi nó ngứa, rồi nó ngứa một buổi chiều luôn đó cô. Trời đất. Chà căng ha. Hù cô đó cô ơi. Ngứa nhiều lắm hả Tiết Nghi? Nhiều chứ bà. Trời. Tại vì khu vực báo là hiện giờ là đang vắng lắm, cô đi qua test đi chứ không thôi lát hồi nữa là nó đông. Nhưng mà cô nghĩ là tại vì khu vực của cô người Hoa, mà người Hoa là họ rất là ngại những cái chuyện đó, không à? Thành ra là cô ở quận 5 á cưng. Em ở quận 6. Cô ở Chinatown á. Rồi, ok cô tiếp tục nha. Là như vậy cái thang bảng lương là có thể là tự xây dựng cái thang bảng lương riêng cho cái đơn vị của mình, miễn sao cái lương tối thiểu của doanh nghiệp á, là nó không được thấp hơn cái lương tối thiểu vùng mà nhà nước quy định là ok rồi. Thì mỗi một thang bảng lương thì nó gồm nhiều ngạch lương, mỗi một ngạch lương lại gồm nhiều bậc lương nha, ngạch lương và bậc lương nè. Rồi ok, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai nè là mức lương. Thì mức lương nó là cái gì? Là số tiền quy định trả cho người lao động trong một đơn vị thời gian làm việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và công việc đảm nhiệm nha. Ok, vậy thì thí dụ như em điêu lương là 10 triệu thì đó là mức lương của em.